Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn Một vài cách chốt sale đỉnh cao Để chốt đầu được đó Ngoài những cách xử lý từ chối rồi Là khách hàng đã chốt được rồi Cách thức bán hàng chúng ta đã chốt được rất tốt rồi Bây giờ tôi sẽ cung cấp thêm cho anh chị Một vài cái bí mật để chốt sale nữa Bí mật đầu tiên để chốt sale Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ sử dụng Đó là feedback à, Sử dụng feedback Ví dụ như là có rất nhiều người họ thường xuyên chỉ đăng bài feedback của khách hàng. Cảm ơn chị A, cảm ơn chị B đã mua hàng ở shop em. À, sau đó thì họ post những cái hình ảnh mà feedback khách hàng feedback khách hàng cảm ơn, khách hàng nói về sản phẩm. Là lúc này họ không cần một chút sale nữa mà các anh chị nhìn nó đọc nó bị cảm xúc và các anh chị cũng muốn mua hàng để có thể đạt được giống như những người như vậy. Thì đó tôi gọi nó là chốt sale bằng cái feedback. chốt uh, sale bằng những cái hình ảnh của khách hàng đã sử dụng hiệu quả. Cái thứ hai nó đã là như thế ạ, chúng ta là chúng ta chốt như là giả vờ, chốt bằng giả vờ những khách hàng đã mua, gọi là sự đã rồi. Sự đã rồi. Tư vấn với một ai đó, hỗ trợ một ai đó và sau đó gì mình sẽ hỏi, anh ơi anh mua cái này với cái này chưa ạ? Anh mua cái này với cái này hay anh mua cái này với cái kia? Anh thanh toán bây giờ hay lát nữa? Em chuyển hàng hàng vào ngày mai hay là chuyển hàng ngay bây giờ? Anh chuyển khoản hay là là thanh toán online hay là tiền mặt kiểu dạng như vậy? Đó là sự đã rồi. Hoặc là khi nào em có thể giao hàng cho anh thì đấy là chúng ta sẽ chốt c bằng sự đã rồi. À, khi mà tư vấn với ai đó thì mình mặc định là họ đã mua. Chị ơi, mấy giờ chị có nhà để em ship hàng? Mặc dù họ chưa hỏi mua, chứ đừng hỏi là chị ơi chị mua hàng hay không, chị lấy hàng hay không. Chúng ta thường là dùng sự đã rồi Đưa khách hàng vào sự đã rồi họ dùng à, Nói chuyện với họ như kiểu họ đã mua hàng của mình rồi à, Thứ ba Đó là chúng ta sẽ gì ạ Tìm điểm chung Tìm điểm chung Ví dụ như là đồng hương à, Ví dụ như là nỗi đau Vấn đề cùng một thời điểm Ngày xưa em cũng vẫn như này, ngày xưa như thế kia à, Giống kiểu như vậy Để mình có thể tạo cái điểm chung để mình kết nối với khách hàng để mình bán hàng cho khách hàng. À, rồi tiếp theo nữa là người thứ ba dùng chiến thuật người thứ ba để người ta nói về sản phẩm của mình, người ta tư vấn cho sản phẩm của mình, người ta hướng uh, giới thiệu khách hàng để việc mình chốt sale nó dễ dàng hơn. Việc tiếp theo nữa đó là gì ạ? À, không tập trung với không tập trung tấn công mà chúng ta sẽ tập trung để trao giá trị. À, không không tấn công khách hàng, không tấn công khách mà trao giá trị để tạo ra thứ mà khách hàng cảm thấy ân huệ à, được ân ân huệ là đó rồi tiếp theo nữa là chúng ta uh, khuyến mãi có giới hạn dùng khuyến mãi có giới hạn quà tặng đấy rồi chúng ta có thể sử dụng là gọi là hiệu ứng đám đông chọn thấy là rất nhiều người đang mua hàng của mình rất nhiều người đang đặt hàng của mình mình sẽ sử dụng những hiệu ứng đó, rồi tiếp theo nữa mình có thể tấn công một tử huyệt khách hàng, xem khách hàng thuộc tử huyệt nào thì tấn công một tử huyệt của khách hàng. Khách hàng thích danh vọng thì mình khen, à, khách hàng thích tiền thì mình giảm giá, khách hàng à, thích về sự an toàn thì mình đưa ra những feedback, những cam kết, những giấy tờ, những chứng nhận. thì việc này là những thứ mà mình sẽ chốt sale nó cực kỳ dễ dàng. À, rồi tiếp theo nữa là mình add thêm giá trị, add thêm giá trị, thêm quà hoặc thêm sản phẩm giống như việc mà tôi vừa nói với anh chị đó là gì ạ bán một con cá, à, bán cá chúng ta cho thêm cá hoặc cho thêm uh, gia vị, à, bán uh, bán uh, hoa quả chúng ta thêm hoa quả chẳng hạn như vậy, bán quần áo chúng ta khuyến mại thêm tất khuyến mại thêm uh, mũ chẳng hạn, à, chúng ta rất dễ dàng để bán hàng. À, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái phần vừa rồi của tôi. Chúng ta sẽ đến một phần tiếp theo đó là chăm sóc khách hàng.